Trợ lý tuyển Thái Lan xin lỗi rất nhiều người, trừ huấn luyện viên Park Hang-seo, đối mặt án phạt cực nặng nếu có tội. Trong đó, huấn luyện viên thủ môn sinh năm 1974 này gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, liên đoàn bóng đá, đội tuyển và cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, lời xin lỗi tới huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo, không xuất hiện. Xuyên suốt bức tâm thư dài khoảng 500 chữ của mình, huấn luyện viên Sasato không hề nhắc đến tên huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều này khiến người đọc thắc mắc bởi lẽ, nhân vật mà vị huấn luyện viên này cần xin lỗi nhất là huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đây được xem là một trong hai chi tiết được để ý nhất trong chia sẻ của ông Sasato. Huấn luyện viên Sasato, phải, không nhắc tới tên huấn luyện viên Park Hang-seo một lần nào trong tâm thư xin lỗi. Ảnh Hiếu Lương. Chi tiết còn lại cũng được nhắc đến trong tâm thư, ông Sasato khẳng định những gì được báo chí, truyền thông, mạng xã hội nhắc tới trong hai ngày qua đều sai sự thật. Đó là hành động giơ tay của ông không phải miệt thị chiều cao của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông lý giải, rõ ràng là tôi đưa tay lên rồi lại đưa xuống, tôi chỉ muốn thể hiện rằng Việt Nam đang ở trên đỉnh bảng xếp hạng, nhưng rồi họ sẽ rớt xuống, và Thái Lan sẽ vượt qua họ. Cử chỉ của tôi trong đoạn video không hề có ý miệt thị ai cả. Cử chỉ tay của tôi đi kèm một nụ cười, cho thấy rằng Việt Nam sẽ rơi khỏi vị trí số 1 sớm thôi. Sự việc này được coi là mâu thuẫn nơi hậu trường tiếp theo ở cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Vì sức lan tỏa nhanh, yếu tố có dính dáng đến miệt thị ngoại hình, body ha, và phân biệt chủng tộc, ra. Phía LDBG Thái Lan, Pháp cũng đã mời ông Sasato lên giải trình tại trụ sở vào ngày 21 tháng 11. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cũng đã gửi đơn khiếu nại lên AFC về hành động của huấn luyện viên thủ môn Sasato. Nếu Ủy ban kỷ luật của AFC điều tra và tuyên bố có tội, vị huấn luyện viên người Serbia đối mặt với án phạt nặng từ FIFA, AFC và cả Pháp. Sự việc liên quan đến huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Sasato chưa thể có cái kết cuối cùng. Ảnh Siam Scott. Theo mục 12.4 thuộc điều 12 quy tắc kỷ luật của FIFA, cầu thủ hoặc thành viên ban huấn luyện, quan chức đội bóng liên quan đến trận đấu có hành vi kích động bạo lực sẽ nhận án cấm tham gia hoạt động bóng trong 6 tháng, bị phạt 5.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 117 triệu đồng. Sự kích động bạo lực thông qua phương tiện truyền thông gây ra sự hiểu nhầm lan rộng hoặc rạn nứt trong giải đấu sẽ bị phạt 20.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 468 triệu đồng. Trong điều 13 về hành vi phân biệt đối xử hoặc phân biệt chủng tộc với người khác, FIFA quy định, cho dù đó là lời nói hay hành động liên quan tới bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, màu da, hình dạng, dân tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị sẽ bị cấm làm việc hoặc thi đấu 10 trận, hoặc tùy thuộc vào sự nhận định của Ủy ban kỷ luật. Sự cố sau khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan kết thúc. Ảnh Hiếu Lương. Theo Hiếu Lương,